Hello. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Dân Miền Tây Vlog nha. Hôm nay mình cuối tuần mình về, cho nên là hai anh em mình sẽ tiếp tục đi thả diều và cũng chia sẻ với các bạn một cái con diều mình thả diều theo cái phong cách là sáng tạo mới mẻ hơn. Thì để tránh nhàm chán cho cái video clip thì mấy anh em mình vừa thả diều vừa nói chuyện với các bạn cho nó vui. Kể những câu chuyện ở quê mình cho các bạn cùng nghe. Và bây giờ mấy anh em mình sẽ bắt đầu trước trước tiên thì sẽ thả diều lên trước rồi mới kể chuyện cho các bạn nghe nha. Rất là ly kỳ nha các bạn. Ở quê mình có rất là nhiều câu chuyện ly kỳ mà chắc có thể các bạn chưa biết. Rồi, bây giờ mấy anh em mình thả diều trước. Rồi bây giờ mình xin giới thiệu các bạn là do cái cuộn dây kia mình kiếm không có cho nên giờ mình lấy cuộn dây này. Nhìn nó Dây này khá là không gói. mình thả thử thách ra cái gì mấy 10 10 cục cuộn phải không? dây đúng rồi. Cuộn dây này là mình hết thả 10 cuộn dây nè. Đó bây giờ mình lâu 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 ngày nó hơi có bụi cho nên là mình quấn lại. Giờ cua mình sẽ buộc nó vào nha các bạn. Rồi như vậy là cua mình đã buộc xong rồi nha. Giờ mình chắc phải vịn quá. Không vịn lên không nổi đâu. Thật quá. Ừ, quá ít gió cho nên là mình phải vịn nha. Có gió rồi đó. Lưỡi gai à. Vịn thôi chứ sao giờ. Giờ mình sẽ bắt đầu vịn con diều này nha các bạn. Mình sẽ tiến ra phía xa xa để mình vịn con diều này. Quá trời đó. Con gì? Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì tạnh, bay vừa thì râm. Đó, con chuồn chuồn bay rất là nhiều nha các bạn. Nhưng mà hiện tại thì ở quê mình Bến Tre mưa rồi, mình thấy là người ta chia sẻ rất là nhiều. Bến Tre mưa rồi nhưng mà ở đây chưa có mưa. Rồi, như vậy là mình đã đứng ở một khoảng cách khá xa rồi đó. Mình sẽ tiến thêm xa hơn nữa nha các bạn. Để thả một lần lên cho nó lên luôn. Đây là con diều với sự kết hợp của nhiều con diều khác nhau. Đó, các bạn thấy cây nó bị dùng nó không có được hoàn chỉnh nữa. Được chưa? Quá xa rồi đó. Hả? Buông nha. Khoan. Rồi như vậy là con diều của mình đã bay được lên rồi nha các bạn. Mình hy vọng là nó sẽ theo chỉ diều gió của mình và nó bay lên. Cô mình đang cố gắng giật dây phía dưới nè. Đó, mình sẽ tiếp cận gần hơn ở đến phía của mình. Và sau đó mình sẽ quay con diều và kể cho các bạn nghe những câu chuyện ở miền quê mình nha. Đó, cô mình đang đứng ở mút ở phía dưới đây nè các bạn. Đó, các bạn thấy là trời chiều hôm nay thì khá ít gió. Mặc dù là trời chuyển mưa rất là nhiều nha. Tuy nhiên thì con diều mình mong muốn nó sẽ lên. Thì trong quá trình lên thì mình sẽ kể cho các bạn nghe nhiều câu chuyện hay. Đây. Tụt rồi hả? Ồ, rất tiếc nha các bạn. Diều bay xuống rồi nè. Nhưng mà tuy nhiên thì xung quanh mình có rất là nhiều con chuồn chuồn như các bạn đã thấy. Đó. Quá trời chuồn chuồn luôn rồi các bạn. Sao giờ? Thôi thả diều ha. Thử thách gì giờ? Thách gì ta? Cái gì? Cái gì? Cái hộp nhỏ nhỏ này không? Nãy hả? Ừ. Có 25 g. Vậy. Không biết À, hạ kém gì thử thách ta. gì? Biết luôn. Đây mình xin giới thiệu các bạn đây là loài chuồn chuồn đỏ. Rồi nó tiêu rồi. Đây. Rất quý hiếm nha các bạn. Rất là ít khi thấy được nó nha. Đó. Ok, hôm nay mình có ý tưởng độc lạ các bạn, đó là thả diều không sườn bằng xe. Đó. Chưa bây giờ chưa ai làm luôn nha. Đó, bình thường là mình thả có sườn nha. Hôm nay tuy nhiên mình sẽ buộc vào con diều và lên xe. À, mình thả con diều không sườn nữa nghe các bạn. Thì đây là con diều đầu tiên trên đất nước Việt Nam mình có được một thử thách như thế này. Để cho các bạn xem chắc chắn là sẽ không biết kết quả như thế nào đây. Sau khi buộc con diều không có sườn mà buộc lên xe nó chạy nữa. Bình thường có sườn thì nó có thể bung mới bung được. Còn nếu mà không sườn thì không biết diều này sẽ kết quả như thế nào đây. Rồi bây giờ mình xin mời tất cả các bạn. Mình sẽ đứng phía sau để dịnh nha. À, cùng xem cái thử thách của anh em tụi mình. Rồi, cô mình đang đề máy. Chưa nha, chuẩn bị nha. Rồi ok. Rồi đó, sẵn sàng rồi. Thank you.
Đó, như vậy là kết quả ban đầu của anh em tụi mình đã thu được thành quả như thế này đây các bạn. Khoan lên được 2 phút mà tuy nhiên thì nó đã bị rơi. Đó, bây giờ mấy em mình sẽ quay đầu xe và thả lại lần nữa nha. Đứng chỗ dưới đây. Ok, ok, ok. Ok, bây giờ cô mình sẽ quay trở lại. Gì vậy? Nhìn khá là đáng... Hả? Được, được. Nhìn khá là đáng thương cho nhiều nha. Wow, quá hay. Wow, hay quá các bạn. Mình sẽ chạy theo. Và như các bạn thì cũng đã thấy thì con diều mình đã bay lên được cũng khá là đẹp, mặc dù là không có sườn nhưng mà nó cũng vẫn cố gắng bay. Và như các bạn thấy thì sau khi con diều mình bay xong thì nó tàn tạ như thế này đây, mệt quá. Ồ, như vậy con diều mình đã bị tàn tạ các bạn. Ừ, dơ nè, con diều 70.000 của mình nó bị tàn tạ rồi, quá trời dơ bụi kìa, không sườn nha các bạn. Đó, ghê chưa. Lần đầu tiên mình đã thực hiện một cái thử thách mà mình cảm thấy khá mệt. Và con diều mình cũng khá dơ nha. Đó, bộ khoảng cách là chắc cũng cỡ 2 mét đấy các bạn. Khá dài. Rồi anh em mình xin kết thúc clip tại đây nha. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết hành trình của anh em tụi mình nha. Mặc dù rất mệt nhưng mà mình vẫn cố gắng quay clip cho bạn xem. Thì đừng quên like và đăng ký kênh tiếp tục ủng hộ theo mình để cho mình có nhiều thêm nhiều cái ý tưởng mới mẻ hơn. Bạn nào thích mình là quay gì cứ comment bên dưới, mình sẽ quay cho các bạn xem. Rồi hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Chào mọi người.